Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái video này để mình hướng dẫn các bạn trang bị cũng như là kiểm tra chiếc xe mình cho thật tốt. Tại vì Tết thì gần tới rồi, cận kề rồi. Mình nên trang bị cho xe mình cũng như kiểm tra xe mình cho nó thật là hoàn hảo, tốt nhất có thể để mà những ngày Tết mình đi chơi cũng như là mình đi về quê chẳng hạn. Dọc đường mình không phải bận tâm ha. Thì mình đầu tiên á, mình xin nói cái quan trọng ở đây nhất là cái vấn đề nhớt. Thì mình nghĩ trước khi mà gần Tết á, các bạn nên cân đo đong đếm đi. Ví dụ như xe mình nhớt chạy được khoảng 2.000 cây rồi mà nó đã gần tới ngày Tết, thì các bạn cứ gắng chạy thêm một chút nữa lên 2.400, 2.500 luôn vẫn được. Để chi? Để khi gần Tết mình thay lon nhớt mới luôn ha. Một lon nhớt mới đó mình sẽ chạy trọn được một cái Tết luôn cho nó thoải mái, vì các bạn đi có 1.000 cây số nữa cũng không sợ ha. Còn bạn nào đi xa hơn nữa thì có thể chuẩn bị thêm một lon nhớt và những cái dụng cụ để mình thay nhớt dọc đường. Còn bạn nào đã lỡ thay trước rồi nhưng mà nếu đi không nhiều thì cái đó là do mình tính toán thôi, thì mình có thể không cần thay nữa. Nếu các bạn mới thay khoảng chạy được khoảng vài trăm cây số á, thì các bạn không cần phải cân nhắc thay ha. Còn xe mình chuẩn bị thay nè, mình sẽ chuẩn bị thay nhớt để Tết này mình đi chơi, mình test cái lon nhớt mới cho các bạn xem ha. Rồi, tiếp theo là các bạn kiểm tra cái sinh nhông dĩa này. Thì cái bộ nhông dĩa này vẫn là bộ nhông dĩa zin của xe đó các bạn. Mình đi 4.000 cây rồi vẫn ổn. Mình sẽ không thay. Mình chỉ kiểm tra độ trùng của em nó. Thì nếu mình thấy nó trùng quá, à như của mình là mình trùng trùng khá nhiều rồi nè ha, mình sẽ tăng lên một chút xíu nữa là mình có thể yên tâm đi chơi Tết, tại vì nó tăng được 2 lần rồi các bạn. Thì tăng lần nữa mình nghĩ là nó sẽ rất lâu thì nó mới có trùng trùng sên ha. Thì lỡ như dọc đường đi mà có trùng á thì các bạn có thể ghé tiệm để tăng đưa cũng được. Và một vấn đề nữa là các bạn nhớ vào những ngày cận Tết á, chuẩn bị đi chơi á, các bạn nhớ xịt dưỡng sên cho em nó ha, những loại dưỡng sên mà các bạn dùng cho em đó đó, xịt một cái. Còn nếu các bạn đi xa hơn 1.000 cây số chẳng hạn, các bạn có thể mang theo cái chai dưỡng sên đó các bạn, xịt cho em nó ha. Cái sên này mình sẽ vệ sinh nè, mặc dù nó còn dưỡng sên ha, nhưng mình sẽ vệ sinh sạch sẽ một lần, rồi sau đó mình sẽ xịt dưỡng sên một lần nữa, xịt 2 lần đó. Xịt một lần đi được ngày 2 ngày, mình lại xịt thêm lần nữa cho nó thấm ha, rồi mình mới đi cho nó thoải mái ha. Rồi nếu mà sên các bạn thấy mà nó mòn quá rồi, các bạn đi nhiều á, thì các bạn nên thay luôn cho chắc. Thì đây là cái cách mình kiểm tra cái cọng sên mình nó đã giãn nhiều chưa đó. Các bạn nắm ở đây nè, các bạn kéo như sên xe mình là mình thấy nó cũng khá là giãn rồi nè các bạn đó ha. Còn những sên mới các bạn dịch nó không ra được đâu, nó không nhúc nhích được gì đâu ha. Còn nếu mà nắm dịch ra nhiều nữa là mình khuyên các bạn thay được rồi. Còn như vậy vẫn dùng được nè, đó vẫn dùng được ha. Mình sẽ tiếp tục tăng sên, xịt dưỡng sên cho em nó và mình sẽ dùng nữa. Rồi còn cái vấn đề mà cái dĩa này và cái nhông á, các bạn yên tâm đi, hiếm khi nào mà cái dĩa với cái nhông á, nó lại hư trước lắm, trừ phi là các bạn xài không có đúng cách, các bạn không có chăm sóc em nó ha. Chứ thường là cọng sên nó sẽ hư trước, nó hư trước dĩa và nhông đó các bạn. Mình xài rất là nhiều bộ sên nhông dĩa rồi, mình cảm nhận được, thậm chí là cọng sên này nó dùng có khi mình cắt được một mắt mình xài tiếp luôn đó các bạn ha. Rồi tiếp theo một cái vấn đề nữa mà rất là quan trọng luôn, đó chính là cái vỏ xe này. Thì cái vỏ xe này nè, từ lúc nó ra tới giờ mới được có 5 tháng thôi, mình đi được mới có 4.000 cây thì mình chắc chắn với các bạn là chưa cần phải thay thế đâu ha. Độ gai sâu của gai hay là độ cao su của nó vẫn còn rất là tốt. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn kiểm tra cái vỏ xe mình nó còn ok không. Thường cái vỏ xe mình chỉ nên quan tâm nó sau khoảng hơn 10.000 cây á, 10.000 đến 15.000 cây mới có thể quan tâm nó. Còn cái lớp mới này thì chưa cần đâu. Các bạn lưu ý vấn đề này nè. Cái
các bạn đợi mình xíu nha. Một cái vấn đề mà quan trọng á là chúng ta phải biết cách kiểm tra cái ngày sản xuất của cái vỏ xe này. Thì trên bất kỳ cái vỏ xe nào nó cũng đều có cái ngày sản xuất hết đó các bạn. Mình sẽ tìm cho các bạn xem ha. Đây nè, các bạn có thể thấy bốn số này không, 2219 nè. Thì cái số 19 này á là năm sản xuất nè. Còn hai cái số đầu tiên này nè thì mình thấy á, có người tính cách này, có người tính cách khác. Nhưng mà theo mình nghĩ nó là cái số tuần đó các bạn. 22 tuần của năm 19 thì 22 tuần nó rơi vào khoảng tháng mấy các bạn nghĩ coi? 4 lần 6 thì nó 24 mà 4 lần 5 thì 20. Thì nó rơi vào khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2019. Ha. Có bạn tính cách khác nữa nhưng mà mình không biết sao thì mình cứ chắc chắn nè, chắc ăn đây nè. 2019 nè. Tại vì sao mình nói các bạn xem cái năm sản xuất này? Tại vì có những cái lớp á nó rất là mới. Nó rất là mới nhưng mà nó đã bị để lâu quá. Thậm chí là những bạn mua xe mà ít chạy. Có bạn có thể mua xe cỡ 4-5 năm rồi mà chạy chưa được 5.000 cây số nữa thì cái vỏ xe này nó vẫn hư nha các bạn. Ha, nó vẫn hư á. Tức là cái cao su này để lâu ngày nó vẫn sẽ bị lão hóa. Nó bị hư. Thì các bạn kiểm tra bằng cái gai gió này. Trên xe nào cái vỏ nào cũng có gai gió này trên đó, các bạn bứt nó. Nếu mà các bạn có thể dễ dàng bứt đứt nó, tức là cái cao su nó đã chết, là nên giục bỏ cái vỏ xe nó được rồi. Nên thay ngay ha. Còn vỏ xe của mình nè, các bạn thấy nè, nó rất là dai nè, đó, các bạn thấy không nè, mình níu nó nè. Nè, đó. Trừ khi bạn cố tình bứt thôi nè, đó, không đứt đỏ đâu ha, nè các bạn nhìn nè, rất là cứng. Còn khi các bạn nắm vô về giật ra bật đứt ngay là cái vỏ xe đó là lâu rồi. Mặc dù cái gai này nó còn mới nè, nó còn rất là sâu ha, vẫn giục luôn, không xài được. Rồi trường hợp các bạn chạy nhiều thì các bạn kiểm tra cái độ sâu của gai cũng như là cái độ mòn của cái vỏ này nè, nó như thế nào. Thì trên mọi cái vỏ nó đều có những cái ký hiệu tam giác như vậy nè các bạn, các bạn thấy không? Đó, hình tam giác nè ha. Cứ một khoảng là sẽ có một cái tam giác đó các bạn. Đây nè ha, cứ một khoảng sẽ có một cái. Thì đây nữa nè, các bạn sẽ chiếu qua đây ha. Đây này, chỗ này các bạn nhìn theo tay mình ha, các bạn sẽ thấy đây có một cái g nè, nó sẽ có một cái g nó nổi lên chút nè, là cái máu này nó sẽ giúp mình kiểm tra được cái độ mòn của cái vỏ này. Thì từ cái máu này cho đến cái bề mặt này thường là nó phải 1,5 ly. Các bạn có thể lấy cái thước hoặc là ước chừng cũng được. Như của mình hiện giờ là nó khoảng 2,5 ly luôn á, nó còn rất là sâu ha, là ok. Còn nếu mà nó còn khoảng 1,5 ly thôi thì mình nghĩ các bạn nên thay được rồi, 1,5 ly. Còn nếu các bạn chạy gán thêm chút nữa có thể xuống khoảng 1 ly thì thay cũng được ha. Cái máu này nè các bạn, phía bên này có tam giác nè, thì nó sẽ đi qua đây là sẽ có cái máu. Mỗi cái tam giác là sẽ có một cái máu hết đó các bạn. Đây cái máu nè ha, là ở đây bên đây có tam giác nè, ở đây sẽ có tam giác và mình đi qua đây là sẽ có máu để cho mình kiểm tra đó ha. Mình sẽ kiểm tra đều đều hết luôn nè, đó các bạn thấy không, đây tam giác, đây có cái máu. Các bạn lấy cái thước các bạn để vô nè thì nó khoảng 1,5 ly là mình nghĩ có thể thay được, hoặc 1 ly ha, tiết kiệm thì có thể 1 ly cũng được. Còn nó như vậy, nó trên 2 ly nè là ok, không cần thay ha. Rồi đó là kiểm tra độ mòn thôi. Ngoài ra có những cái vỏ nó còn mới nhưng mà các bạn chạy đường đá sỏi nó bị chém đứt lủng thì mình khuyên các bạn cũng nên thay luôn đi để cho cái ngày Tết mình đi chơi được thoải mái, không cần phải lo lắng ha. Có những cái vỏ rất mới nhưng mà nó bị cán đinh hoặc là nó bị chém đó các bạn, đứt một đường dài như vậy thì rất nguy hiểm. Rồi cái tuổi thọ của lớp nó còn tùy thuộc vào cái quãng đường mình đi thường xuyên. Các bạn nếu mà đi đường nhựa, đường láng thì mình nghĩ nó sẽ rất là lâu. Còn các bạn đi đường đá sỏi nó sẽ mau hư hơn ha. Thì không thể nào các bạn cần đo đong đếm bằng km hay là bằng tháng ngày được đâu, mình phải kiểm tra thôi. Tại cái điều kiện của mỗi người mỗi khác nhau ha. Thì các bạn thấy là cái lớp trước nó cũng vậy luôn, chúng ta cũng kiểm tra nó giống như vậy ha.
Thì lớp trước các bạn cũng quan sát nhìn thấy được cái dấu mũi tên này, cái dấu hình tam giác nè ha. Kiểm tra cũng giống như lớp sau vậy đó các bạn, chiếu qua đây. Ở đây sẽ có một cái G. Các bạn cũng đo như vậy ha. Lớp trước thì nó có thêm một cái gạch giữa này ha. Đó. Và nó cũng sẽ có ngày sản xuất luôn cho các bạn kiểm tra. Và những cái gai gió này các bạn cũng thấy nè, đó. Thấy không? Lớp của mình là 2019, nó rất là mới cho nên cái cao su này nó rất là dai nè các bạn nhìn nè. Đó. Bứt không đứt luôn đó các bạn. Ha, nó có độ giãn rất là nhiều. Và theo lời khuyên của mình á, các bạn nên thay đúng thông số lớp này. Đối với những chiếc xe có phanh ABS. Này các bạn, tại vì cái thông số lớp này nó sẽ quyết định đến cái chỉ số mà cái hệ thống phanh ABS này nó hoạt động đó các bạn. Ha, nếu các bạn thay không đúng thông số thì phanh ABS có thể hoạt động không chính xác. Các bạn nhớ ha. Nếu bánh sau có phanh ABS luôn thì các bạn cũng thay đúng thông số luôn cho mình. Nếu thay khác thông số thì mình sẽ không đảm bảo cho các bạn là phanh ABS hoạt động chính xác đâu. Các bạn nhớ ha. Rồi. Tiếp theo nữa, cũng quan trọng nữa, hầu như là cái gì cũng quan trọng hết các bạn. Các bạn xem đây. Chính là cái bình nước này. Cái bình nước phụ này. Thì mình mới chạy mấy tháng, các bạn cũng không cần phải lo nghĩ nữa đâu. Có nhiều bạn á, hôm ngày vô hỏi mình hoài luôn cái vấn đề cát nước này nè. Cái cát nước chính này nó sẽ lấy nước, nếu nó thiếu nó sẽ tự động lấy từ cái nước của cát phụ này đưa lên cho đủ. Thì nó sẽ giật xuống, các bạn nhìn thấy ha. Và xem mình nè, các bạn thấy là nó đang ở mức này. Đó, các bạn thấy không? Là ok nha. Khi nào mà xuống tới dưới này nè, bạn thấy ở dưới này còn một vạch đó nè. Có nhiều bạn không để ý, không thấy được cái vạch dưới này. Đây là cái vạch thấp nhất. Thì nó xuống tới dưới này thì mình sẽ châm thêm nè. Các bạn sẽ châm thêm nước mát. Đây là nước mát của hãng. Thì các bạn phải mua nước mát của hãng. Các bạn châm vào cho đúng thông số ha, cho đúng loại ha. Và cái nước mát này, các bạn muốn thay nó là khi nào các bạn chạy trên 15.000 á, thì mình cứ nên thay. Còn chạy dưới 15.000 thì mình nghĩ là nó thiếu, các bạn cứ châm thêm thôi. Các bạn mua một bình nước mát của hãng chắc khoảng 30-40.000 á. Các bạn mở cái chỗ này ra nè, thì mình thấy là nó sẽ có chỗ châm cho mình. Cái trên này nè ha, châm thêm cho mình. Và cái mực này đang là lý tưởng ha, nó không thiếu. Các bạn biết là muốn hụt cái nước mát này á, nó sẽ rất là lâu. Các bạn phải chạy trên 10.000 á, 10.000 cây số nó mới có vấn đề này. Thì nếu mà lên tới 10-15.000 cây số á, thì một là các bạn có thể thay hoặc châm thêm. Và qua 15.000 cây số các bạn có thể thay được. Thay thậm chí là xúc rửa luôn ha, cái vấn đề đó mình nói sau đi. Rồi, tiếp theo các bạn kiểm tra tới cái gì? Các bạn sẽ kiểm tra cái hệ thống phanh này. Các bạn bóp nhả xem nó có ăn tốt hay không ha. Thắng thử xem. Cái đó quan trọng lắm nha. Và cái này, đây các bạn nhìn thấy không? Đó, cái lượng dầu ở trong cái này nè. Đó, các bạn nhúng nhích các bạn thấy nè ha. Mình sẽ lấy nét chỗ này. Đó. Ủa, nó hơi khó đó các bạn. Ha nè. Đó, là ok. Nếu mà các bạn không thấy cái mực nước, cái mực dầu này nữa là nó cạn kiệt luôn rồi đó các bạn. Thì chúng ta phải tiến hành châm thêm cho nó nha. Chúng ta sẽ mở hai con ốc này để chúng ta châm thêm nè. Ha, cũng đơn giản thôi. Mình có thể ra hãng hoặc là ra mấy cái tiệm Honda nó có bán dầu thắng đó các bạn. Các bạn mua về các bạn châm thêm thôi. Đơn giản lắm. Trừ phi là cái thắng đĩa của mình nó, cái má phanh á, cái má phanh nó hết thì cái đó vấn đề nó phải thay ha. Mình thay là mình nên đô hãng thay đi, thay ở nhà khó lắm các bạn. Tại khi mà thay cái má phanh này á, các bạn phải biết cách thì dầu nó mới xuống ha. Còn nếu không á là không được nha, khó lắm đó. Tương tự với cái thắng đĩa sau cũng vậy luôn, các bạn phải kiểm tra ha. Đây nó có cái bình dầu nè. Đây mình chạm vào cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy mực nước nó nhúng nhích không? Ha. Úp và lô nè. Thì ở đây là vẫn ok nè. Nó tương tự với cái bình nước giải nhiệt đó ha. Cái mức này mới là mức thấp nè ha. Trên này vẫn ok nè. Đó. Và cái má thắng cũng vậy ha. Nếu mà hết thì mình khuyên các bạn nên vào hãng thay đi ha, cho nó dễ. Không nên thay ở nhà đâu.
trừ phi là các bạn hiểu nguyên lý hoạt động của nó, cũng như là các bạn có đầy đủ đồ nghề thì mình mới thay được ha. Nó hơi phức tạp đó. Tiếp theo á là cái cây bô này, các bạn có thể kiểm tra cái phần cổ bô này ha, xem là nó có bị rỉ sét hoặc là nó bị xì hay không. Nếu mà nó xì thì mình nghĩ là mình nghe được, khi mà các bạn mình chỉ sợ là nó xì mà xì rất nhỏ mình không để ý ha, bởi vì các bạn nên kiểm tra cho kỹ. Nếu mà nó đã sét rồi á, như xe mình là chưa sét nè thì không sao đâu, nhưng mà đã sét rồi á thì có thể, rất có thể là nó sẽ mục, nó lủng lỗ mà các bạn không hay á đó. Thì nếu mà nó đã sét nó lủng lỗ rồi á, một là các bạn đi thay cổ bô này ha, hai là thay nguyên cây bô mới, mà mình nghĩ là có thể thay cái cổ bô này được rồi cho nó đỡ tốn kém đó. Cây bô nói chung xe này thì mới lắm, mình chưa nghĩ đến chuyện thay bô đâu, trừ những bạn winner V1, những bạn winner mà đời đầu á thì mới có thể là nghĩ đến chuyện là cây bô nó bị hư thôi. Có những người mình thấy đi qua 2 năm 3 năm rồi mà cây bô vẫn bình thường, nó sét thì có sét nhưng mà khó mục lắm các bạn ha. Rồi các bạn ngó qua cho mình cái lưới tản nhiệt này, cái két nước bự này đó, các bạn nhớ là nó phải được như vậy, nó không có bị nhẹp ha, để nó giải nhiệt tốt nhất có thể. Nếu mà nó bị nhẹp thì đó có một bạn xịt nước vào mà nó bị nhẹp những cái lá nhôm này nè các bạn, thì không tốt chút nào đâu, nó sẽ bị cản gió, nó không lọc mát được, gió không đi qua đó được ha, nó không lọc mát được thì không tốt. Rồi tương tự các bạn kiểm tra nè, đèn còi nè, đèn trước đèn sau, xi nhan đó, những cái đó coi nó có cháy đều hay không. Những cái đó thì mình thấy là nó không quan trọng đâu, nhưng mà có đôi lúc á đang đi dọc đường mà nó bị hư thì rất là mệt, hoặc là nó hư mà tắt bạn không hay á, xi nhan đứt bục bóng bạn không hay thì cũng rất là mệt luôn. Mình không biết là cái hệ thống xi nhan này nè, khi mà đứt một bóng á thì nó có cháy luôn hay không. Tại vì theo như mình được biết, cái đời phu chầu một của mình á ha, thì thí dụ như cái bên xi nhan này mà có một bóng hư, khi mình bật nhanh qua là xi nhan nó sẽ cháy luôn, nó không chớp. Mình nhìn cái tín hiệu báo là mình biết được là xi nhan mình có một bóng đứt rồi. Bên kia cũng vậy luôn. Mà cái đời winner này thì mình không biết nó có cái đó hay không, chứ chiếc phu chầu một mình là có đó ha. Mình biết vấn đề luôn, rất là hay. Đứt bóng là nước liền. Và bóng đèn trước có pha cũng vậy luôn. Các bạn chỉ có là kiểm tra ha, cũng như cái cây còi của mình. Tại vì những ngày này á lưu lượng xe rất là đông, mà lỡ mà xe mình có vấn đề hư á, nhất là ngay ví dụ như ngày mùng 1 Tết đi, các bạn biết đi đâu mà sửa, tiệm nào cũng đóng cửa hết, cho nên chúng ta chịu khó kiểm tra cho kỹ ha. Rồi tiếp theo là hai cái đĩa này, các bạn kiểm tra cho mình xem là nó có bị chạy xước bất thường hay bị cong vinh do ai đó lỡ người ta tông vào đó các bạn. Thì nếu mà nó cong vinh á, khi mình chạy là mình sẽ biết liền, nó sẽ rất là bực bội, nó sẽ cọ đó các bạn. Và mà khi mình thắng nó sẽ có lúc ăn lúc không, lúc ăn lúc không, mình biết liền là nó chật 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 ha. Cái này thì mình kiểm tra cho nó an toàn thôi, các bạn nên chịu khó vệ sinh cho nó sạch sẽ cái này nè. Và mình thấy là tốt nhất là không nên tra nhớt vào những chỗ này ha, không nên đâu. Nhiều bạn mình thấy lấy nhớt vệ sinh á, nhớt hay xăng dầu hả, mình thấy không cần đâu, các bạn lấy vẻ sạch, vẻ sạch á các bạn lau chùi sạch sẽ là được rồi. Rồi các bạn kiểm tra cái đồng hồ của mình, mở lên coi nó có báo hiệu tín hiệu đầy đủ hết không. Rồi nút cốt pha có ăn hay không ha, nút vaccine có ăn hay không, nút còi có dính hay không, có ăn hay không ha, nút xi nhan cũng vậy, nút đề cũng vậy luôn. Các bạn thấy một chọc nè, thì ở đây là báo lỗi FI nè ha, ở đây là báo lỗi các nước nè. Nếu mà cái nước nó nóng quá nhiệt đó, nó sẽ hiện cái đèn này đây, FI nè ha, bình thường nó sẽ tắt, nhưng mà nếu mà các bạn thấy nó nhấp nháy hay nó cháy liên tục á là nó báo lỗi đó, kiểm tra luôn. Rồi kiểm tra đèn hậu luôn, nó có bị đứt bóng nào không. Nó có hai bóng rồi đó các bạn, tại vì một bóng cháy liên tục nè, và khi mình nạp thắng nó sẽ cháy thêm bóng khác nữa,
kiểm tra luôn ha. Các bạn nào thắng thử, thắng trước và thắng sau luôn nha. Có khi thắng sau ăn mà thắng trước không ăn đó. Nếu mà tăng đưa, có khi á, mình tăng đưa không tới á, đạp thắng nó không cháy, hoặc có thể là nó cháy luôn mà chưa cần đạp thắng ha. Rồi cái biển số này, cái điều này không phải dẫn chơi đâu nha các bạn. Có nhiều bạn mình thấy rồi, chạy mà gớt cái biển số này ra nè, là do cái con ốc phía sau này lâu ngày nó xét, hoặc là cái bát phía sau này nó gãy, chạy nó tưng dần sóc tốc độ mà nó gãy, nó gớt cái biển số ra luôn không hay đó các bạn. Kiểm tra luôn ha, kiểm tra cho mình luôn. Cái bát biển số này rất là quan trọng nè. Xe mới thì không đến nổi đâu ha, nhưng mà những xe đi lâu rồi thì nên kiểm tra luôn. Đang chạy dọc đường mà gớt cái biển số này ra thì mình không biết ăn nói sao luôn ha. Tiếp theo là cái dàn phục nhúng. Đây, các bạn cứ leo lên nhúng thử. Thì nói chung phục nhúng á, thì các bạn chạy hàng ngày á, các bạn đã cảm nhận được rồi, chắc không đến nổi đâu. Nhưng mà có một vấn đề nữa là cái chén cổ à, tại vì á, xe của Honda nói chung và xe Winner nói riêng thì mình thấy là cái chén cổ ít hư lắm các bạn, ít hư hơn những dòng xe của Yamaha. Cái đó là mình cảm nhận được ha, mình thấy rất nhiều rồi. Xe của Yamaha là đa phần là hư chén cổ rất nhiều. Thì cái cách mà chúng ta kiểm tra chén cổ rất là dễ. Bình thường chúng ta chạy á, có thể cảm nhận được khi chén cổ nó hư, nó sẽ đảo, sẽ lắc ha. Và khi chúng ta nắm như vậy nè các bạn, để ý ha, mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn sẽ nắm hai cái cần này nè, các bạn dở lên đó, cho nó hỏng lên ha. Nè các bạn lắc, lắc như vậy nè đó, nó cứng nha là được ha. Xe sẽ lại nhẹ hiệu nè, và nó cứng nè. Cái chén cổ mà nó lung lơ, nó là bị hư á, các bạn lắc nó sẽ bị gì nè, nó có cảm giác liền, nó sẽ sụp sịch ha. Còn cái này vẫn cứng nè là ok. Rồi kiểm tra luôn cái bật đạn bánh trước nè, các bạn quay thử coi đó, nó nhẹ hiệu rồi các bạn, là ok ha. Bánh sau cũng vậy luôn, quay thử coi nó có nhẹ hay không. Nói chung những cái bật đạn này á thì mình nhắc các bạn thôi, chứ nó khó hư luôn các bạn. Các bạn phải chạy thật lâu thì nó mới có hy vọng hư được, yên tâm ha. Rồi lúc này chúng ta nên kiểm tra cái máy của chúng ta. Nhiều khi á mình bận rộn định làm suốt ngày, mình không có nghe rõ được cái máy xe của mình, thì mình phải tranh thủ một chút thời gian để mình nghe đó các bạn. Tức là mình đề máy lên và mình ngồi mình nghe coi nó có vấn đề gì lạ không. Đương nhiên là cái xe này nó xào nha, mình nhắc lại, tại có rất nhiều bạn nó vô hỏi mình rồi cái vấn đề xào, kêu cam rồi kêu gì đó đủ thứ. Nhưng mà cái video đó mình sẽ làm một cái video khác đi, hôm nay mình chỉ nói về vấn đề này thôi. Cái tiếng động lạ ở đây nó phải là khác với những cái tiếng mà thường ngày mình nghe được. Ví dụ như là nó khua cành 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 cành, hay là nó gõ cọc 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 cọc, đó thì nó mới là lạ ha. Còn như nó xào á, nó xào và nó nghe tiếng o nhẹ ha, cái tiếng động cơ DOC nó phải có tiếng xào và tiếng hú đặc trưng của nó nha các bạn. Nó không thể nào êm liềm im như là xe mà quay rim, những cái xe dòng máy nằm á các bạn, mình gọi là máy nằm ha. Cái máy đứng này á, cây dên nó phải đi thẳng đứng lên như vậy nè, và ở trong này có một cái dây sên cam rất là dài, cho nên là nó sẽ xào hơn bình thường. Rồi nếu mà có tiếng lạ các bạn nên đi kiểm tra, ra hết cho mấy anh nhân viên kiểm tra ha. Nhưng mà mình khuyên các bạn luôn, nếu mà xe mình đi dưới 50.000 cây số mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu ha, không vấn đề gì đâu các bạn, yên tâm. Trừ phi là nó có những tiếng lạ như mình nói lúc nãy á thì mới đáng quan tâm, mới phải đi kiểm tra thôi. Còn xe này các bạn cứ thay nhớt định kỳ đúng cho mình, nước mát thâm kỹ rồi đề lên cho nó bơm nhớt đàng hoàng hả chạy. Rồi gán chạy đừng có deadline, tức là đừng có mà đi số nhỏ mà ga cao á, đề lên kéo cho thiệt là cứng ga rồi mới vô số tiếp tục, thì cái đó rất là hại máy luôn ha, rất là hại máy luôn. Rồi các bạn kiểm tra cái cần số này nè, xem nó có nhẹ hay không. Đây ha, nói chung là rất là nhẹ nè, xe mình còn mới nè, rất là nhẹ. Thì ở trong này mình chưa từng mở ra, mình không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy nó nặng
thì chắc có lẽ là ở trong này nó bị khô nhớ, khô mỡ trong này, có mỡ bò trong này nè các bạn. Mình chưa từng mở này ra luôn á ha. Những bạn nào mà đi runner mà lâu năm rồi đó, có kinh nghiệm, có thể cho mình xin thêm ý kiến, tại mình không có lên head, mình hỏi mấy anh trên head. Bữa đó có một bạn hỏi mình đúng cái này nè. Đó, nó vẫn nhẹ nè ha. Cái này mà các bạn muốn cho nó bị khô mỡ trong này á, mình nghĩ là lâu lắm. Tại vì nó được cao su bọc kính nè ha. Rồi kiểm tra luôn cây chổi. Xin lỗi các bạn. Đó, chổi ha, chổi đứng, chổi chổi nghiêng. Rồi kiểm tra luôn những con ốc. Đó, tới những con ốc nè. Mình nghĩ các bạn nên có những cái bộ đồ nghề cần thiết. Những cây lục giác 5 ha. Các bạn thấy nè, những con ốc này nè, nó không dễ xúc ở đâu. Nhưng mà những con ốc này đây ha, và đây nữa ha, có khả năng nó tuôn ra bất cứ lúc nào. Các bạn có thể lấy cây vít hoặc là cây khóa để các bạn gá vào thử xem nó có bị lỏng hay không nữa ha. Nếu các bạn kỹ. Rồi, hiện giờ thì mình không còn biết còn vấn đề gì để mà đáng quan tâm nữa hay không. Có vấn đề gì đó các bạn cứ comment cho mình ha. Mình sẽ trả lời tất cả comment cho các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha.